Hello hello mọi người nha. Hôm nay là cũng là những ngày đầu năm mới 2022 mà cũng là những ngày cuối năm của cái năm âm lịch. Thì tiếp tục đơn rất là nhiều đơn hàng, cho nên là tiếp tục hôm nay là phải tranh thủ đi. Đi từ lúc 5 giờ sáng nha các bạn. Thì bây giờ là khoảng 10 giờ rồi, đã tới Vĩnh Long. Vĩnh Long nha các bạn. Đây là về tới nhà bắt tay làm cái đi. Thì hàng ở trong này thì nói chung là nâng cấp, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn xem về những cái loa sub hoặc những cái thiết bị để mà nâng cấp cho khách nha. Rồi xin mời các bạn theo dõi tiếp tục chương trình. Ủa cái sub đồ là cái cua kia là cũng là ở chỗ này luôn đúng không? Dạ dạ chỗ này luôn đúng không? Còn chỗ là dạ 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 chỗ này chỗ. Hello mọi người. Như vậy thì hàng công ty cũng đã dời xuống tại nhà của khách rồi. Thì bây giờ tiếp tục là anh em lắp ráp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua lại cho tất cả mọi người được biết về cái loa và dàn máy mà khách nâng cấp như thế nào. Thì ở đây bên mình á thì khách chỉ có mua ở đây là loa Array 40 neo nha các bạn. Đồng bộ từ neo nè. Thì cái dòng loa này rất là đẹp. Đó, thùng là chắc chắn với máy Malay mình không cần giới thiệu nữa. Đây cái này cũng đã nói rất là nhiều trên cái bài đăng của mình rồi. Để đây khách dùng hai cặp Array 40 neo đơn và một cặp sub đơn 50 cũng là mẫu mới nha các bạn. Sub này là từ 280 đến 125, nói chung là đánh là các bạn nói đặt rất là ok, coi như là đánh là rung nhà luôn đó. Là hai cặp full và một cặp sub đó, thấy không các bạn. Còn tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở phía sau mình đó là có một bộ nữa nhưng mà khách nâng cấp ở nhà thôi. Chỉ lấy chung một cái sub 50 đang dẫn ở phía sau. Tí nữa mình cũng sẽ test thêm cái bộ đó nữa. Rồi cái về cấu hình máy nè. Đây. Nói chung là toàn bộ là của khách nè. Con men nè, 4 kênh. Con này để xem coi. MX 19.000. Thì con này đánh nói chung là cũng ok đó nha các bạn. Còn 4 kênh thì hiện tại mình lấy để đánh cho một cặp sub 50 và hai cặp ray. Nói chung là cái này là đánh là vừa đủ với cái cấu hình đó. Và khách lấy bên mình nâng cấp một cái con vang số X10. X10 này thì chắc âm nó các bạn cũng biết rồi, rất là ok. Phải nói tiếng vật, tiếng delay là rất là hay. Nó xử lý toàn bộ âm thanh trong cái con vang số X10 này. Và một bộ micro 720 là của khách nha. Của khách là micro nè, mixer nè, đó, men nè. Còn lại là cái tủ máy là mới vừa rồi khách nâng cấp. Ở đây là một cái bàn, một bàn mixer cũ của khách nữa là bàn dòng sao ráp của EFX. Thì hiện tại bên mình xuống sẽ lấy cái bàn mixer này và đưa cái tiếng Echo Reverb làm cái FX rồi trên cái bàn mixer này. Nói chung là nó hơi cực một tí nhưng mà làm như thế thì nói chung nó phân biệt được giữa cái tiếng mid ra và tiếng Echo Reverb ra, thì nói chung rất là hay. Hơi cực một tí, làm nó hơi lâu một chút đó. Như vậy thì toàn bộ là máy rồi. Thì như vậy thì các bạn xem mình test qua. Tôi muốn nói lên cho lời em tay bằng con tim một người huê chưa nắng cháy giờ gió núi xô sông đàn thơ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời mà phận lẻ nhau lâu
tôi không có mắc kỷ niệm đau. Bye.